Alo, xin chào các anh em. Happy New Year anh em nha. Mấy em rày thì mình bị kẹt một số công việc là không có làm được cái clip so sánh giữa các bus compressor. Vì mình không có xài cái hệ thống mà OBS để quay màn hình á, thì cái sao nó không có được, nó bị digital quá nên mình không thích. Mình tìm một cái hệ thống mà thu trực tiếp vào màn hình, quay trực tiếp màn hình luôn, nhưng mà cái sao phải analog mình không thích. Nên là tại mình nhường nhường một hệ thống của mình cho một người anh em, nên là mình phải mua lại cái khác, nên là chờ đợi hơi lâu. Hôm nay hàng đã về, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái clip so sánh. Những cái plugin mà nó làm cái bus compressor. Cái bus compressor thì của mỗi bài thì thường thường nó trước cái limiter. Thường thường vậy. Thì người ta sẽ để nó trước limiter cuối cùng. Lúc trước thì mình làm cái thông báo là mình sẽ so sánh giữa SSL. SSL T-Rack và làm như là ông isotope nào, nhưng mình thấy isotope dở quá nên là mà cái kiểu nó làm nó không ấy, nên là mình lấy cái SSL mà trong bộ quê, cái bus compressor đó, nên là mình để vô đây. Tại vì những ba cái software này đều làm dựa lên trên cái cấu trúc của SSL bus compressor mà hardware, nên là mình so sánh vậy cho nó công bằng. Thì nói sơ sơ về cái bus compressor này, thì bus compressor thì ngày xưa thì người ta đã sử dụng ta dùng làm bus compressor cho những cái bài của The Beatles, thì người ta đã sử dụng với Fairchild rồi, hay là những cái bài của Frank Sinatra rồi. Ta sử dụng những cái bus 3309 xưa, thiệt xưa của Neil Mev. Thì thường thường mấy bus mà mấy cái compressor thì thường thường ở trong quân đội của Mỹ họ dùng để mà họ truyền tin với nhau, để họ họ nghe mà radio đó, để họ truyền tin với nhau, thì họ dùng những cái bus đó. Sau này dân audio thấy cái mấy cái đó nó hay nên họ mới đem ra làm cho audio, kể cả Ole Tre và Fairchild hay gì đều là trong quân đội Mỹ hết. Thì cái bus compressor mà rất là nổi tiếng đó là khi mà đi họ chế ra một cái section bus compressor nằm ở trên cái mixer của họ, ở giữa cái middle section đó. Thì họ chế cái bus compressor đó để mà họ cho những multi track chạy qua đó. Thì khi chế cái đó ra thì rất là được ưa chuộng, tại vì nó làm glue, nó làm tất cả các nhạc cụ nó quyện vào nhau, và nó quyện vào nhau và nó mịn màng lắm. Nên là cái bus compressor của SSL đó là rất là nổi tiếng. Nên là tất cả những cái bus compressor hardware mà sau này đều sản xuất là dựa theo những cái cấu trúc và những cái cách compress của SSL bus compressor hết. Thì mình nói sơ sơ về như vậy nhé, để cho các anh em nắm rõ là bus compressor chỉ làm việc rất là hiệu quả khi mix một bài multitrack, thì nó thấy nó hiệu quả lắm. Thấy cái hiệu quả nó rõ lắm. Còn cái bài stereo track với một stereo track nhạc và một stereo track vocal thì nó cũng có hiệu quả, nhưng mà mình không thấy rõ ràng bằng cái bài mình mix multitrack. Thì hôm nay bắt đầu là mình sẽ so sánh ba cái bus compressor này, ba cái bus này giữa SSL, T-Rack và SSL bus ở trong bộ quê. Thì setup thì mình chỉ để nó gain reduction khoảng 1-2 dB và slow attack, tất cả đều là auto hết.
release nha. À, tất cả đều bằng setup đều giống nhau hết. Ok, mình nghe thử từng em một thử có nó làm sao. Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên người, đường hoang vắng đợi, hàng cây lớn gọi buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên xưa chỉ một người. Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên người, đường hoang vắng đợi, hàng cây lớn gọi buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên xưa chỉ một người. Chiều qua rất vội. Và Waze SSL bus. Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên người, đường hoang vắng đợi, hàng cây lớn gọi buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên xưa chỉ một người. Chiều qua rất vội, người yêu ai ngại. Nghe lời T-Rex. Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên người. Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên người, đường hoang vắng đợi, hàng cây lớn gọi buồn nghe lá từ lúc em. Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên. Sau nghe sơ một cái verse của bài hát của anh Lê giữa ban này thì mình sẽ loại bỏ anh này ra khỏi dòng dòng cái vòng chiến này. SSL Bus Way của hãng Way ra khỏi vòng chiến. Bây giờ còn lại hai thằng anh này. Mình nghe sẽ có anh nào hơn. Mình sẽ chọn anh này cho đối với các bạn này. Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên, đường hoang vắng đợi, hàng cây lớn gọi buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên xưa chỉ một người. Chiều qua rất vội, người yêu ai ngại, nhìn gió mây trôi. Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa. Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên người, đường hoang vắng đợi, hàng cây lớn gọi buồn nghe lá rơi. Thì mình sẽ chọn bus compressor của version 2 của hãng SSL. Vì sao?
vì nó làm vocal nó rõ hơn, nó trong hơn, nó làm nhạc nó bùng lên, nó ôm vocal hơn. Còn anh này thì anh hơi lì, anh này cũng khá lắm chứ không phải tệ. Anh này thì anh cũng hơi bị lì, anh không có ôm cái bottom end đó, cái bottom end nó không có có chặt. Còn anh này thì anh Excel này anh chặt hơn, anh chặt hơn. Và cái vocal đó, mình thấy cái vocal nó sáng lên ở trong cái bài mix, nó sáng lên. Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên người, đường hoang vắng đợi, hàng cây lớn gọi buồn nghe lá rơi. Và thứ hai là cái sound nó pro hơn, cái sound có tổng thể nó pro hơn, nó nghe nó đã hơn. Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên người. Đúng rồi, bên đây nó có bùng hơn. Nên kết quả cuối cùng mình sẽ chọn anh này làm cái bass compressor của cái bài này, đối với cái loại nhạc này. Mình coi, mình sẽ lấy ra hết, lấy ra luôn. Cuối cùng, kết quả cuối cùng là anh này. Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên người, đường hoang vắng đợi, hàng cây lớn gọi buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên xưa chỉ một người, chiều qua rất vội, người yêu ai ngại nhìn gió mây trôi. Phố đêm đèn vàng không có em, tiếng mưa nhỏ buồn trong trái tim, khúc ca thua nào theo bước đêm hoang, nhớ em lạnh lùng căng gác vang. Từ lúc em đi rồi, từng cánh chim đêm khuya hỏi tên người, nhiều khi tiếng cười buồn như giá rơi. Từ lúc em đi, từ lúc em đi, từ lúc em đi. Đó là một cái bài compare so sánh giữa tất cả những bass compressor của mình nha. Bài sau mình sẽ nói về cái việc mà vocal E. Vocal nó có cái tiếng E đó. Mình sao mình làm được cái E, mình dùng software nào để mình làm cái E. Và mình sẽ so sánh cái E, EQ của tất cả của những hãng nổi tiếng khi mà mixing vocal theo cái kiểu bây giờ. Ok, vậy bye bye anh em nha. Happy New Year.